Cảnh báo không nên làm theo dưới mọi hình thức. Clip được thực hiện bởi các chuyên gia. Mong mọi người không nên làm theo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ. Hôm nay chúng tôi sẽ chơi một trò chơi, đó là trận chuyến ngụy trang. Tôi sẽ thử thách Sáng và Vinh ngụy trang. Sau đó tôi sẽ đi tìm, giống như dạng chơi trốn tìm ý, nhưng mà Sáng và Vinh sẽ phải ngụy trang để tôi không thể nào tìm thấy. Và chúng tôi sẽ chơi luôn ở cánh đồng này. Thế video anh tìm không thấy thì làm nào? Nếu mà anh tìm không thấy thì được gì? Thì chúng mày sẽ được 1.000 đô. Ủa? Thứ anh. Ôi chưa đấy, thế sáng này cố gắng nhá. Nếu mà anh tìm thấy là chúng mày sẽ bị phạt đấy chưa? Ôi gì, có bị phạt nữa. Ui giời, thôi được, ok. Ô, thắng thì có thưởng, thua chả chịu phạt. Ok. Vinh mới sáng sẽ phải trốn ở cái con đường này, dọc con đường này đấy, hiểu chưa? Rồi. Chỉ được trốn trong vòng dọc con đường này thôi. Làm nào ngụy trang để anh không phát hiện. Anh có lấy em ngụy trang, đố anh tìm thấy được. Anh có lấy lộp rồi. Mất tiền với tôi với Sáng Du rồi. Anh tìm bọn em chỉ trong vòng 5 phút. Nếu quá 5 phút là anh thua. Rồi, okay, là chúng mày okay. Thắng. Rồi, okay. Hiểu chưa? Chỉ trong vòng 5 phút thôi. Được. Ok, chúng mày đi ngụy trang đi. Tôi phải về nhà để cho Sáng với Vinh ngụy trang ấy. Sáng với Vinh bắt tôi là về nhà, không thì đứng ở đấy thì nhìn thấy chúng nó ngụy trang rồi lộ vị trí của chúng nó ấy. Chúng nó bắt tôi là đi về nhà. Thế là tôi về nhà. Đúng rồi. Cảnh báo không nên làm theo dưới mọi hình thức. Clip được thực hiện bởi các chuyên gia. Mong mọi người không nên làm theo. Ok, Vinh nó sẽ nằm ở đây nhá các bạn nhá. Đây. Tí nữa vứt đôi dép đi nhá, giấu đôi dép đi nhá. Biết rồi. Cho các bạn xem cá sấu à. Cá sấu ở của tôi đã hơn 1 tháng rồi. Thì nó ăn uống nó gọi là lười ăn lắm các bạn. Tôi phải nhét cá vào mồm nó mới ăn. Vì thế nó vẫn gầy, nó chả to lên thế nào. Nào, có quẩy cho mọi người xem nào. Để tôi chiêu nó nhé. Đấy, các bạn nghe được ghê chưa? Ghê chưa? Đấy. Tôi thả vào một đống cá mà nó chả chịu ăn này. Đấy, một đống cá luôn. Con cá sấu này nó lười ăn lắm. Nó gọi là nó không biết ăn sao ấy. Ok, vậy là Vinh đã trốn xong các bạn. Giờ tới lượt tôi đi trốn. Tôi trốn thì tôi nghĩ ra chỗ trốn rồi. Cho nên là cách trốn đơn giản lắm. Nằm xuống cái là xong. Bông ơi, ra bố bảo bông ơi. Ra đây cho mọi người xem mặt à. Lâu lắm không quay bông lên hình rồi. Đây, ui con gái này. Đây Phương Thị Thảo My, bây giờ đi rồi nha, ra bố bảo nè. Đây bố thương, ui giời đấy. Ui giời, bông chào các bạn đi. Đúng rồi, bye bye các bạn đi. Ạ à đi, con ạ à đi. Ui bông giỏi thế. Thế con gọi mẹ đi. Mẹ bông gọi đi. À bông nghịch máy quay của bố á. Bông xin đi. Xin. Ui giỏi thế nhỉ. Thế bông gọi mẹ. Bố. À đúng rồi, đây. Anh. Bông gọi đi. Bông gọi bà là. Bà. Ô con gái đâu ấy? Ở lại nói chuyện với các bạn tí bông ơi. Quay lại bố bảo. Đây đây. À đi xem cá sấu nào. Bông ơi, ra bố cho bố bế đi xem cá sấu nào. Cá sấu kìa. À đi xem cá sấu nào. Ui ra xem cá sấu nào, bố bế đi cá sấu nhá. Nào, bố bế nào, bố thương nào. Ui dồi ôi. Thì bông năm nay đó. Thì bông hiện tại là được 14 tháng rồi. Đang tập tuệ biết nói. Bố ra bế xem cá sấu nhá. Thế bông ạ à đi thì bố bế. Ui thế gọi mẹ đi. Đi xem cá sấu nhá. Đi vào gì trong này. Rồi đi trả cho dì trông. Dì đang trông bông nhá. Không biết Vinh mới sáng trốn xong chưa. Bây giờ khả năng xem mấy phút rồi. Nó bảo là trốn trong vòng 10 phút thôi mà. Ok. Thấy một cái xe máy rồi các bạn ơi. Ây, trốn kỹ ghê nhỉ. Tôi nghĩ sáng với Vinh kiểu này vẫn thua rồi. Các bạn sáng với Vinh nó tổ tà ấy. Tôi phải kiểm tra ở rìa mương này xem có không. Mấy chỗ này bụi cỏ rậm lắm, phải rậm rạp xuống rậm chân nhớ đâu Vinh mới sáng nó nằm ở chỗ này.
nghi chúng nó. Sợ Vinh sáng nằm mấy chỗ này đấy. Mày này. Mày này. Mày này. Mày này. Mày. Ấy à. Ở dưới chỗ cỏ này không có đâu. Hay kiểm tra bên mương này. Sợ sáng với Vinh nó lúc ở rìa mương này cũng không tìm thấy luôn đấy. Kìa, nó đặt cái máy quay ở trên bờ kìa. Không biết chúng nó trốn chỗ nào. Làm sao thoát được tôi các bạn ơi. Không dễ lấy 1.000 đô từ tôi đâu. À cẩn thận không thì chúng nó ngụp ở dưới nước ấy các bạn. Ngụy trang mà các bạn. Nhiều kiểu ngụy trang lắm. Nếu mà tôi ngụy trang khả năng sáng với Vinh không mà tìm thấy được tôi. Nhưng mà riêng sáng với Vinh ngụy trang kiểu gì tội tóm được. Xem dưới mương chúng nó có núp ở dưới mương không các bạn ạ. Kỹ lắm. Ê, sáng với Vinh kỹ lắm nhỉ. Sáng với Vinh ơi, anh đến sáng với Vinh đây, em ở chỗ nào đấy. Xem có bụi cỏ bụi củng hay không. Tài ghê nhưng bọn này trốn kỹ ghê. Lúc nào tưởng chúng nó. Chúng nó không biết trốn. Tài ghê nhỉ. Trốn kỹ ghê nhỉ. À, đặt máy quay đây phải không? Đặt máy quay đây có đánh lừa ai không đây? Chiếu đi đâu đây? Đặt máy quay ở đây chứ. Bạn này ngụy trang giỏi ghê nhỉ. Ôi sắp hết quãng đường rồi mà vẫn chưa thấy bọn chúng nó đâu các bạn ạ. Xem trong cống này khả năng xem cống có ai không. Nghi lại giống lần trước sáng xu nó hay núp ở dưới cống lắm các bạn ạ. À dưới cống không có ai. Ok. Ây à. Bọn này trốn kỹ ghê nhỉ. Ôi sáng Vinh ơi, ôi bọn này trốn kỹ lắm các bạn ạ. Lúc đầu tưởng chúng nó tồn tại mà ôi trốn kỹ ghê nhá. Sáng Vinh ơi, trốn đâu em ơi. Ô chúng nó trốn đâu kỹ đấy hay dưới nước nhỉ. Trời ơi, kiểu này tôi thua rồi. Hao hơn 2 phút rồi hay 3 phút rồi mà vẫn chưa tìm được thằng nào hết. Tài thật. Trốn chỗ nào nhỉ? Ôi này tôi thua rồi các bạn ạ. Ôi đi gần hết rồi mà chưa thấy thằng nào đâu. Sao trong cống có ai không? Cống bé này khả năng sáng xu cũng chui trong cống này lắm. Nghi lắm. À trong cống ấy không có ai. Ây ạ, ây ạ, ui. Nún bùn rồi. Nún bùn rồi. Ây ạ. Ây ạ, ây ạ. Cởi giày ra đi tìm nó nhanh. Chết rồi. Chết rồi, phải thua sáng với Vinh rồi. Chết rồi. Chúng nó trốn ở đâu mà kỹ thế nhỉ. Sáng Vinh ơi. Ô, sắp hết con đường rồi mà vẫn chưa được chúng nó đâu các bạn ạ. Ô, trốn kỹ thế nhỉ. Ô, chết rồi, tôi khinh địch rồi, sắp hết thời gian rồi. Nhanh. Chúng mày ở đâu? Ôi chúng nó ở đâu nhỉ? Ôi chết rồi. Hết đường rồi mà. Mà đâu đây? Ôi chuột. Đâu ơi chúng nó ở đây đâu nhỉ? Ô. Hay nó trốn dưới bèo này. Ôi bọn này trốn kỹ thế nhỉ? Ôi chết rồi, tôi thua rồi. Nhanh. Ô bọn nó trốn ở đâu nhỉ? Xem có dưới bèo này không?
Ôi bọn này trốn, trốn kỹ thế nhỉ. Hồi ôi chết rồi, tôi thua rồi. Chết rồi, hình như quá 5 phút rồi sao ấy. Ôi vi, ôi chúng nó trốn ở đâu nhỉ. Trời ơi, trời ơi, chúng nó trốn ở đâu kỹ thế. Ôi chúng nó trốn đâu ấy các bạn ạ, không tìm thấy luôn. Ôi bọn này trốn kiểu gì các bạn ạ. Hay là chúng nó, hay là chúng nó chọn tôi, chúng nó về rồi ta. Ôi không tìm thấy ai luôn. Chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Ôi chúng nó trốn ở đâu nhỉ. Không tìm thấy nào luôn. À dép với Vinh chúng nó lại đây này. Hay ở dưới này, hay trong đống đống bèo này, thấy có vết chân à? Ủa nước lâu lắm này, chúng nó không trốn ở đây. Ở đâu nhỉ? Trời đất ơi, không tìm thấy thằng nào luôn, chúng nó trốn ở đâu ấy? Ôi sao? Ôi trời ơi, tôi thua rồi. 8 phút rồi này, ôi trời ơi, còn 7 phút, 6 phút rồi này. Chết rồi. Ôi chúng nó trốn ở đâu nhỉ? Đi về nhà rồi sao ấy? Chả tìm thấy thằng nào hết ấy. Tôi khả năng tôi phải lội xuống mương, khả năng chúng nó núp ở dưới rìa những cái bụi cỏ như này, mình không thể trên bờ không thể nhìn thấy được. Không tìm thấy thằng nào luôn. Ôi chúng nó trốn đâu nhỉ? Tìm được một thằng nhờ đấy. Ui, không thể nào tìm nhìn luôn các bạn này. Nó đây là sáng xu rồi. Ui, tôi đứng trên bờ kiểu này các bạn hiểu không? Đi trên bờ này làm gì nhìn gì đâu phải không? Vậy tóm là sáng xu rồi, sáng xu ra đi em. Quá kỹ luôn em ạ. Trời ơi. Anh Dương lội hẳn xuống ngoài thì làm sao mà tôi trốn được. Cứ tưởng là anh Dương không lội xuống ngoài cơ. Ui, anh không ngờ chúng mày trốn như, kỹ như thế luôn đấy. Trốn kỹ thế nhưng mà không ngờ anh Dương mới tìm được. Trốn kỹ hết thời gian rồi em ạ. Anh tìm 7-8 phút rồi. Hết thời gian rồi à? Ừ. Em bảo rồi 5 phút làm sao mà kịp. Đó đố anh tìm đấy Vinh nhá. Không tìm đấy luôn, không biết trốn đâu rồi lắm. Vinh nhá, Vinh nó trốn kỹ lắm. Đây. Thế là quá thời gian rồi à? Quá thời gian rồi nhưng mà anh vẫn phải tìm tiếp đồng Vinh xem Vinh nó trốn đâu. Không tìm đấy luôn ấy. Rồi em không biết Vinh ở đâu. hay là chọc chọc trên bờ là anh chưa tìm. Thằng sáng nó trốn đây thì tìm sao được các bạn, nó trốn trong khe. Mình đi bên bờ bên kia sao tìm đến được. Khá không vinh nhìn nẻ nó. Nó trốn dưới nước các bạn ạ, cũng như sáng. Tôi phải nhảy xuống đây. Mò. Bắt thằng Vinh. Ở trong khe này. Vinh ơi, anh bắt được mày rồi Vinh ơi. Ui. Ui. Trong mấy khe này rộng này mà không ai trốn. Nếu mà thằng sáng nó trốn vào mấy bụi đẻ hàng tôi không thể tìm thấy được. Ui. Trong khe này không người luôn. Thằng Vinh nó trốn đâu kỹ thế nhỉ. Chơi hết đường. Quay lại thôi. Thằng Vinh trốn đâu thế nhỉ? Sáng này quay cho anh để anh tự đi tìm. Này, tìm đi. Khó lắm em. Thì đó, đọc thôi. Vâng. Thế tìm mấy lần mới lần không thấy. Thế mới gọi là ngụy trang chứ anh. Có trên đảo trốn đây không đây? Không. Kéo bọn này chưa. Kéo thằng Vinh nó về rồi, sao đâu tìm thấy nó đâu.
em Vinh qua đây không hay cho ăn gian về ở đây em ngụy trang cho Vinh kỹ lắm. Lúc đầu tôi cứ tưởng là thằng Vinh buổi sáng không biết ngụy trang, không ngờ nó ngụy trang kỹ thế, không tìm được chúng nó đâu luôn. Ôi ôi, 10 phút rồi mà vẫn chưa tìm được chúng nó đâu. Chỉ trốn ở dọc cái thôi gì? Vâng. Tài chất. Tại là thằng Vinh trốn đâu kỹ thế nhỉ? Vinh đâu luôn. Trời. Kiểu này phải mất 1.000 đô rồi các bạn ơi. Trốn kỹ quá. Đi đi lại mấy vòng rồi mà không tìm được Vinh đâu các bạn ạ. Em ngụy trang cho Vinh là sao anh tìm thấy được mà. Thôi. Tôi chịu thua đó. Tìm hơn 10 phút rồi mà không thấy Vinh đâu rồi tôi chịu thua. Sáng chỉ anh cho Vinh nào. Chịu thua thật chưa? Bây giờ làm gì tìm được, anh chạy đi chạy lại mấy vòng còn gì nữa. Rồi đi. Em chỉ cho à. Nhưng mà Vinh nó trốn kỹ lắm, em rồi quên cả chỗ nó trốn ở chỗ nào rồi cơ. Em ngụy trang cho Vinh ở dưới ruộng chứ không có ngoài ở ruộng. Ruộng mà trốn là đổ ruộng, ruộng gì có ai trốn nào được. Thế là mới khó chứ. Ô Vinh chỗ nào nhỉ? Bạn trên thì phải. Trốn dưới ruộng á? Vâng, dưới ruộng. Trốn thế nào được? Động thổ. Em cho Vinh động thổ. Làm gì ruộng làm cái tìm cái đấy làm gì thấy. Tìm đi, thấy phải nhìn kỹ cơ. Chỗ nào? Đâu? Nó trốn dưới này hả? Dưới này. Đâu? Tìm đi, anh thấy chưa? Đâu, Vinh ở đâu? Thật, đúng là chỉ có người ngụy trang mới nhìn được thôi, thật anh ạ. Vinh ở đâu? Nói đi. Đi ruộng. Đây, chỗ này. Đây. Ôi. Đây, Vinh đây đây. Ui, ngụy trang này thì anh tìm được sao được. Trời ơi, các bạn có nhìn thấy là Vinh không? Thằng Vinh trốn đây thì tìm nào được. Ngụy trang như này thì làm sao mà biết được. Đây thằng Vinh như này các bạn ạ, chắc các bạn không nhìn thấy đâu. Ôi ngụy trang thế này thì bắt làm sao được đùa chứ. Phải công nhận clip này Vinh từ nẻ mới sái xu quá thông minh. Ngụy trang ở dưới lớp cái đất ải này. Chỗ này là đất người ta cày bừa, chúng ta cày bừa lên ấy. Cho người khác đi tìm không tìm được vì trốn ở dưới lớp đất ải này người ta không để ý ấy, vì cái lớp đất ải này nó cày bừa hết cả ruộng lên này. Làm sao mà mình biết được một chỗ như này? Nhưng mà thật sự là Vinh mới sáng thông minh. Trốn thế thì ai bắt được, trốn kiểu như là cả khu đồng đất nó cày bừa lên như này thì tìm sao được phải không? Chỗ này em nghĩ ra được đấy. Chỗ nào, nhìn chỗ nào giống chỗ nào mà không. Chỗ này em thấy chỗ này này, nó cao cao này, xong mình bảo sáng người hay là đào chỗ này này. Ừ. Đấy, trời chỗ này cao hơn, thôi em đào bảo, em bảo chỗ này hay chỗ này thấp này. Công nhận thật, mình nhìn đồng đất cao cao này nhưng mà nhìn đấy không thấy Vinh đâu. Làm sao mình thấy được? Không ngờ luôn. Tóm lại anh em mình thắng rồi, thắng. Thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Chúc mừng. Chúc mừng mất anh ấy. Thằng còn băng đấy. Hơn 1.000 đô này là anh trả vợ đó chứ. Trả vợ cái gì băng đấy? Cứ tôi cái gì băng đấy? Ui trời ơi. Sáng ngày anh em mình chia tôi nhá. Ui trời ơi. Chạy này. Không. Chạy. Ui. Trời, lúc đầu tôi cứ tưởng cái thử thách này là tôi thắng chắc thôi, nhưng không ngờ là Vinh với sáng lại clip này nó thông minh như thế. Từ lâu lắm rồi tôi bây giờ cầm được 1.000 đô của anh Dưỡng này. Đấy, còn toàn anh Côn mẹ sáng được thôi. Còn tôi là chơi lâu lắm mà không được. Mà đây tôi vẫn là không phải của tôi nữa, một mình tôi cơ. Đây okay. Chia cho sáng đấy cơ. Úi trời ơi. Vậy là xong clip ngụy trang. Thì nếu mọi người thấy clip của tôi hay, cho tôi chúng tôi một like, một đăng ký và chia sẻ các bạn khác cùng xem nhá. Đừng quên là cho Vinh một like, một đăng ký về nỗ lực của Vinh với sáng ngụy trang rất là tài. Ok, cảm ơn các bạn xem clip nhá. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo nhá. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye.